bị sân khấu rồi. Vô. Thì hai đội bắt đầu sẽ đi ngược trở lại, coi như là đúng thủ tục đi, cùng tay nhau. Vô vô mọi người. Tinh thần thoải mái từ bên phía của Gavi. Ủng hộ cho sẽ có được một cái màn thi đấu khởi sắc Yuna hơn nhiều so với hôm qua. Sau cặp hợp cặp hợp vậy? Sẽ hy vọng rằng Gam sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, tuyệt vời nhất để cống hiến Yuna tất cả bị vấp ngã của Gam cho fan hâm mộ của khu vực VCS của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta đã có kết quả của lượt việc lựa chọn bên rồi. Bên phía của Fnatic họ sẽ xuất phát ở đội xanh. Ở dưới cô còn Gam Esports họ sẽ xuất phát ở đội đỏ. Yuna. Bởi vì hạt giống cao hơn nên là Fnatic họ đã có quyền chọn. Rồi ok. Cố gắng lên Gam ơi. Ủng hộ cho Gam Esports ở trong cái bản thi đấu này nào. Không biết là cả hai đội sẽ đưa ra những chiến thuật gì, nhưng mà hy vọng là Gam Esports sẽ nhận bạn được Bích tất cả đẩy luôn công bài Yone slot 1 đến từ các bạn fan của được không? Anh em thấy được không? Yone slot 1 cho Emo. Ủa nhưng mà mình mấy giờ rồi các bạn ơi? Hãy comment trên khung chat được không ạ? Mình đội 1 hay là mình đội 2 vậy? Rất thích hợp để giờ chúng ta trả lại những cái. Nếu như mà mình đội 1 thì đẩy luôn con Yone đi. Yone cho Emo. Phục thù và ok không? Đầy đủ duyên nợ với lại Rainbow Seven rồi. Còn nếu như mà nó không bích con Sejuni, mình có Yone Sejuni là tỷ lệ thắng cao. Thậm chí là bot chơi thoải mái. Có zip thì chơi, không có zip thì thôi. À, tại vì đường trên mình vẫn còn con Gwen mọi người. Con Gwen bắt cặp cùng với lại Sejuni, sức mạnh phép thuật vẫn được. Ban bích thì Sayana, Rumble, Aurora. Nhắm tướng hợp lý á. Ivern, Lucian, Skarner. À như vậy mình ván 2 à, mình à, người nói nó không đánh Yone đâu đúng không? Blybit xin ra đi bạn. Hay là có cái chất tướng nào thơm thơm cho người nói bích trước không? Có thể cả trong tay của Humanoid lẫn Noa. Và hơn nữa thì Ivern mà nó vô cái bài của Linh rồi mọi người ơi. Tụi phần nó tích Linh quên rằng tụi nó ban bích rất là ok. Rồi ô no. Sejuni. Hai lane hoặc là ba lane dành cho bên phía Gam kia gia đánh được, Emo đánh được và Aegis cũng đánh được. Như vậy đội hình của nó đang thiên về team fight, đội hình của mình là farm và kiểm soát. Nhưng mà mình đang yếu nè. À, mình cần phải có dàn trắng. Mình đang khá là yếu ở trước một cái. Nó thể hiện rõ luôn cái đồ bán bích của hai phía rồi mọi người ơi. Javan mạnh ở cấp độ 1. Razok là như vậy là tụi nó sẽ đánh bùa đỏ. Xong rồi tụi nó sẽ BK con Javan ở cấp độ 2 vào phá rừng của Levi. Hoặc nếu như mà đẹp nhất á, là tụi nó sẽ có cái vòng rừng tụi nó phá mầm của Levi. À, ý đồ rất rõ ràng. Kassante hay là Zack đây? An toàn thì là Sante. Nếu như mà chốt rắc thì tầm này con Sumo sẽ chỉ còn là hai lane, đó chính là đường giữa cộng với lại xạ thủ. Tự tin hơn chút xíu thì là rắc đánh ôn kèo. Ba mũi nhọn sát thương. Thực ra nếu mà đánh Zeke á, bên phía bên kia đánh Zeke thì con Smolder đánh được bot nha. Tại vì Zeke không phải một vị tướng đi lane quá là mạnh và có thể đè nén con bài Smolder. Smolder giờ không đánh bot nha mọi người. Ý đồ của họ sẽ là ý là đi cây có đánh nhưng mà nó bị yếu, nó bị cần rất nhiều thời gian á. Nên cái hiệu suất của nó được đẩy đi bot nó không có ok. Rồi như vậy là quyết định là Jack. Một sự lựa chọn mà mang tính chất đột biến hơn cho bên phía của Gam. Này à, mọi người thấy là VSET mình ban bích khác SK ha. Thường là bên phía của SK á, họ sẽ hạt để cho con rồng nó farm cháy máy. Xong rồi họ sẽ bích rừng là rừng tăng cơ. Còn VSET mình thì là Levi, tại có Levi. Tại vì bên LCK thì nó có CK với lại cho Vi, cầm con Smolder thì nó uy tín. Còn bên mình thì có Levi đánh Zara kiểm soát. Nói Zara khó team fight lắm nha. Zara coi vậy chứ không dễ team fight đâu mọi người. Thường là nếu như mà một team chơi con Zara thì phải bot phải ý là phải bot đó, bot phải win đó. Mà thường Zara có cái vòng rừng farm rất là nhanh. Nó sẽ có 30 giây ở trong cái vòng rừng đầu tiên và nó sẽ hỗ trợ cho bot. Từ đó bot cũng sẽ BK thẳng đẩy đường luôn. Và một trong những cái đây rồi. Chơi không? Rail trước hả? Linh hừng quá, linh hừng quá. Ông Rail mid Fortin mọi người. Mid Fortin được không? Mid Fortin thì đang hơi mạo hiểm nha. Đội hình của phía với đối phương tràn vô cũng mạnh á. AC mở. AC kiểm soát bản đồ và mở.
Linh cũng đang không chắc nữa nè. Leona, Zid, top lane của nó cá sấu đội hình Lavo. Na hả? Cá sấu ok hơn. Cá sấu nó sẽ ok hơn cấp độ đầu tiên. Còn nếu như mà muốn chơi an toàn thì Na. Rồi ok, Na ha. Có bây giờ là Bitfighter ngồi. Kai'Sa ở khu vực đường dưới cho Izilus. Kai'Sa dịch chuyển không? Một cái chết tướng nó. Kai'Sa dịch chuyển hay thân tẩy? Không Izilus tí nào. Cái tướng này là chết tướng Zekilov nhiều hơn chứ mà là Izilus. Rồi ok, Kai'Sa là một cái sự lựa chọn mà Linh nghĩ rằng được, tại vì Bitfighter là gần như là ăn hai cái chữ cuối của bên phía phần Attic là nghỉ chơi rồi. Ha, Kai'Sa thì dù sao nó có E, có R đồ các kiểu. Rồi quan trọng vẫn sẽ là cái nhịp rừng đến từ cái biến số ở trong cái ván thi đấu này sẽ cao á, tại vì Zavan là cái con tướng mà có thể BK cấp 2 và rất mạnh, thì bên phía của Gam bắt buộc phải có những con mắt cắm ra để đép, cắm ra ở giữa sông để tránh mấy trường hợp mà con Zavan này nó lọt. À, rất là quan trọng ở trong cái tình huống đấu trí ở thời điểm cấp độ 1. Ngoài ra thì cấp 1, để coi cấp 1 thì bên phía của Fnatic cũng không mạnh. Thì nếu cấp 1 của họ không mạnh thì mình sẽ tránh được cái trường hợp là nó phá mầm của Levi, nó phá cái nội tại của Levi. Nếu ván này mà không đổi đường, ván có đổi đường không? Ván này đổi đường cũng được. Ván này bên phía của Gam nếu đổi đường cũng được. Thì đổi đường thì bên phía của Gam cần phải lưu ý ở trong những cái tình huống đẩy quay 2. Quay 2 cần phải đẩy vào thật sớm. Cái này Linh chia sẻ luôn ha. Cái meta bây giờ người ta đổi đường á là người ta đẩy quay 2 vào trụ. Quay 3 người ta farm lính luôn với những cái mẫu chất tướng đặc thù, ví dụ tụi Maclean á, con Tristana nó farm lính quay 3 rất là nhanh, thì nó sẽ có được cái quay lính, nó sẽ đẩy ngược trở lại ở quay thứ 4. Và quan trọng hơn nữa là cái thằng đường đơn của nó đó, cái thằng top lane của nó sẽ là cái thằng mà nó hit được kinh nghiệm nhiều ở quay 3, để khi mà nó TP xuống dưới bot á thì nó vẫn sẽ hit thêm kinh nghiệm của con xe của quay 3 và lên cấp độ 3. Lên cấp độ 3 thì cái năng lực để mà nó chống băng trụ nó sẽ tốt hơn ha. Tuy nhiên thì trong ván thi đấu này là Gna với lại Zac, những mẫu chất tướng Zac thì còn có E để chống băng trụ được, nhưng mà Gna thì chống băng trụ nó hơi lỏ nên chắc là bên phía của Fnatic cũng sẽ không đổi đường ha. Gam đổi đường không? Gam cũng đang không đổi đường. Gam đang muốn có cái vòng rừng ok ăn từ trên ăn xuống cho Levi, vòng rừng ăn từ trên ăn xuống đẹp thì ăn rồng sớm. Nếu như mà có được một cái tempo rồng ra quất luôn là đẹp nhất, thì để mà rồng ra 5 phút mà Levi khoảng 5 phút 10 giây mà có mặt ở dưới bot thì cần phải có cái đợt lính đẹp cho bên phía của Easylove nha. Easylove thì đang lấy thanh tẩy rồi, thanh tẩy để chống cái hiệu ứng khống chế của Jun, nhưng mà đang ô như vậy. Quyết định của Gam là đổi đường. Ok, để coi Gam xử lý đổi đường như thế nào ha. Zavan ăn sói, Gam thì chiếm mắc ở hai bờ sông. Ok, Zavan ăn sói thì nó không sợ bị nó ra găng. Đổi đường đến các thành viên của Gam Esports khi họ đưa Kai'Sa cùng với cả Rell lên trên cánh trên này và Rell rồi vào đổi đường. Gana thấy đổi đường rồi, Na chạy về. Mình đang lợi về cái tempo thời điểm đầu. Zavan thì đang binh sói. Binh sai thông tin. Ok, Leona có vào chắc đâu. Leona vào nửa chừng thôi à. Di chuyển ra đường dưới. Chưa có thông tin của Levi đến từ bên phía của Fnatic. Kia'Sa nâng E đơn giản mà thôi. Lính hỗ trợ thêm sát thương cho Kia'Sa tấn công vào Jun. Levi thì farm 2 bãi khá là nhanh với lại cái nội tại đến từ con Syrah cánh trên nha. Mọi người lưu ý cái điều đó nha. Nó khiến đường giữa của Gam Esports đang mất một nửa cây máu. Rất khó chịu đến từ tiếng di chuyển của Ascarin. Thường thì chúng ta sẽ thấy là người chơi đường trên và xạ thủ. Rồi, hai quay vào rồi. Nhưng mà cái câu chuyện của Gam đổi đường như thế này nè, hai quay là chỉ chia cái lượng kinh nghiệm cho Elio thôi. Elio lên cấp độ 2 xong nó chạy xuống đường dưới. Ngay lập tức quay 3 thì đẩy vô, xong rồi quay 4 sẽ đẩy ngược trở lại. Rồi, Levi cũng có mặt ở đường dưới để cover cho Kia'Sa. Pha này chống ăn trụ rất là ok cho bên phía của Gam. Thứ nhất là cái tốc độ dồn rừng của Levi là quá nhanh. Thứ hai nữa là không, đó chính là cái thứ nhất là đủ rồi mọi người. Có Levi phía sau là cover được. Vô, Kia'Sa xử lý nào. E trước, có Levi lộ diện. Ui, flash trỗi luôn. Nice. Tốc độ dọn rừng. Cái này là cái xử lý thông tin của phía Fnatic là fail. À, hỗ trợ của họ Jun không có mắt, không di chuyển vào để có thể chết đủ lâu
và Javan Bin Levi ăn bãi sói, tức nghĩa là họ nghĩ là Levi đang có mặt cánh trên. Pha chồng sát thương chồng CC của Levi với lại Kia ha, cũng chưa bơ ha. Và đó thì chỉ có một cái yếu tố là Elio về hơi trễ thôi, ăn xong cái đợt lính nên về luôn, xong rồi có mặt ở đường dưới sớm thì nó sẽ tối ưu luôn. Nhưng mà không sao, có Levi mọi người, chất tướng phạm nhân của Levi được phát huy. Levi out jungle nào, Levi ơi. Đang tạm thời là người có được lợi thế là lính này, nhưng người farm tốt hơn lại là Imo. Và Imo cũng đang có được cái tốc độ thăng tiến sức mạnh với những điểm nội tại của Sport. Ây da, thậm chí là con ván này thì con Savan cái nhịp farm thì chắc chắn sẽ không nhanh nha. Đá chim của trên bỏ đi ha, đá chim sói cốc rồng. Levi ơi, đá đi Levi ơi. Levi tốn thời gian pha này. Bây giờ có thêm sữa chỗ của Levi nữa. Đang cực kỳ an toàn. Đá chim sói cốc rồng. Đá chim sói rồng cũng được. Đá chim sói rồng xong rồi chạy lên cánh trên. Phá những cái tình huống ăn sâu. Hơi trễ pha đó thì Levi bị lộ hình ở cánh trên, di chuyển ra cái bụi cỏ chặt ba để kiểm soát. Kia cũng đang cầm một tương lượng tiền tương đối và đợt lính này sẽ là đợt lính rất lớn tràn trụ để phát động sao. Mặc dù trễ đâu đó khoảng chừng 20 giây. Nhưng mà quê, okay, Zara nãy farm nhanh quá. Một cái tần pháo hủy diệt đến từ Jun. Có thể tăng tốc độ lấy công trình đến từ bộ đôi Zik. Không đẩy ngược trở lại hả? Kiểu chống ăn trụ thành công thì bên phía cô Gang có thể đẩy ngược trở lại cặp bot á, cho xạ thủ mình được farm farm chiêu chiêu ở Kia chết rồi. Mất nhiều máu quá. Đó là chết rồng, chết rồng, chết rồng, không chết, không chết. Ừ, nice sir. Đây lại một lần nữa chống. Để vi ăn đồng hộp nào. Và bây giờ Kia Ya lên cấp rồi và đó sẽ là một lợi thế. À, Linh tham minh được cái vòng rừng 1 của Levi á, nhưng mà bị cái là Linh đang thấy là nếu như mà trong cái tình huống mà chống băng trụ thành công ở đường dưới rồi á, mà bên phía của Gam họ đổi ngược trở lại á, họ đổi xạ thủ xuống đường dưới á, thì họ sẽ có một cái nhịp về nhà xài tiền. Ở những cái cánh đó à, họ sẽ có cái đợt lính to dành cho Kia, tại vì cái đợt lính của Easy Love Set đó là đợt lính đẩy về đó, nên Kia sẽ farm được cái đợt lính đó, là Kia sẽ hơn về chỉ số lính, là kèo đường trên cũng sẽ có lợi, kèo đường dưới thì Easy Love sẽ về nhà xài tiền, vẫn sẽ ok, vẫn sẽ có cái nhịp đẩy mà nó khớp với lại cả 5 phút của phía của Levi nữa. Thì đó những tình huống mà Linh có thể mường tượng ra từ trước. Nhưng mà pha đó thì Gam quyết định là không đổi, Levi cũng không ăn được con rồng nguyên tố đầu tiên. Thôi thì để cho đối phương ăn rồng ha, mình lên ăn sâu ha. Rồng này nó hỗ trợ thêm cái kinh nghiệm cho Razok nhiều á. Biết Linh phân tích vậy mọi người có hình dung không? Tại vì mấy cái đó là mấy cái phân tích macro á, mà mình dựa trên cái chất tướng mà mình có thể mình điều hướng được cái diễn biến mà. Hướng tới đó là 6 sâu dành cho Gabi Sport. Và lấy máu từ trước của Levi vào người Humanoid đã tạo tiền đề để ăn 3 sâu. Sau đó thì nó sẽ có những cái biến số đúng mọi người. Ví dụ va chạm vào nhau là những cái tình huống biến số chẳng hạn. Rồi, cua trên, ngon. Ở đằng sau và trong khu vực buồn. Áo Jungle nói Levi ơi. Fnatic nhưng Levi quyết định là sẽ không đứng ở đây. Nó chỉ đợi con cua ra mà thôi. Cua trên Javan lộ hình ở đường dưới. Và quyết định của Levi rất nhanh chóng. Kiyaya mọi người thấy nhảy không? Thấy Javan vừa mới lộ hình ở đường dưới là Levi thay vì farm rừng, Kiyaya thay vì đánh thủ hòa, ngay lập tức là Kiyaya tấn công. Levi bọc ra phía sau. Oscarini chạy đừng chơi em ơi. Elio xin tâm kích CC tốt. Dắt được nhường điểm hòa gục đó luôn. Trọn vẹn 0-2 cho Gam Esports. Không sao, không sao. Rừng của nó đang thua rừng mình rất nhiều. Dịp này vẫn ok. Easy Love. Đúng, 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 đúng. Ui à! Easy Love. Ây da, chỗ bắn nhiều quá. What fuck? Sau đó là trả ngược lại rồi. Một pha di chuyển mà không ra được tầm bắn của trụ. Hơi đen một chút xíu nhưng Humanoid cũng Easy Love lúc đó đang thất nghiệp mọi người. Kể dạng bot bị gây sức ép á, xong rồi Easy Love rảnh. Hắn chạy ra đường giữa xong có cơ hội tấn công ok. Hạ gục được Humanoid trong tiếng đó. Nhưng dù sao thì Humanoid cũng không có dịch chuyển.
cho nên đây vẫn sẽ là một tình huống anh ta bị mất một chút xíu về lượng lính. Được nha. Jackson là trong những cái công cụ tốt để cho bên phía của Gam phần nào đó hạn chế được cái sức mạnh cánh của con Yone. Và thậm chí nếu như mà Kia xanh nó thì BK với lại Yone cũng được. Có mặt ở đây để hỗ trợ người đi rừng của mình, Gam Elio vào để Paycheck cắm một con mắt kiểm soát ra, thấy được bùa đỏ vẫn còn đang còn. Levi có trừng phạt đang muốn chơi không, làm choáng được hai người đấy. Elio Oscar đi vào đông trước và Elio phải xuống ngựa để nổ của na đẹp đến ra dốc, những siêu bom địa ngục cũng hụt luôn. Ôi, chết Elio đang bị tấn công bởi má tụi này đi chung với nhau à. Điểm khúc thứ hai này là đổi mục tiêu thôi, căn bản là khúc này thì tụi nó đang lấy cái nguồn nhân sự lớn. Oscarini có dịch chuyển về nhà à, không, nhưng mà chênh lệch của top lane là đang rất nhiều mọi người. Kia 73, Oscar là 32 thôi. Như vậy là con Zid của nó đang là con tướng mà đam to nhất. Mình thì đang có được 3 sâu. Kia bây giờ mà farm thêm chút xíu mà đủ mạnh là ok. Emo lớn gì đây? Tâm hợp à? Kia ơi, Kia ơi, nice, chết rồi á. Cô mở chiêu cuối tốc biến đuổi theo dứt điểm solo kill. Nice rồi. Chạy được không đây? Cắm mắt trước rồi, hết mắt nhảy rồi. À, còn hai tốc độ ơi. Nice sir, linh tưởng là cắm mắt trước hết mắt rồi. Ok. Hay quá em ơi. Có tiền, có giáp trụ đường trên cho Easy Love. Không sao, cánh trên cũng đã có 4 lớp kiên trụ dành cho Easy Love và Elio rồi, liên tục lấy những tướng đổi chắc mục tiêu. Ván này sáng hơn em, ván này đang chinh tiền cho bên phía của Gam kìa. Có thể cảm thấy hài lòng, đó là Gam vẫn đang dẫn trước về tiền về điểm cục. Bây giờ thì Easy Love và cả Elio cần phải thật sự cẩn thận bởi vì Jun cũng đang có một khả năng chống chịu tương đối tốt ở thời điểm này. Elio thì chưa có chiêu cuối, Jun cũng là như vậy. Oscarin đang được tạo khoảng trống để có thể farm và chúng ta có thể nhìn thấy là anh ta đang chỉ có cấp độ 6 mà thôi. Tôi nhớ tụi này tụi nó thích con Javan đó chứ, bên châu Âu tụi nó thích con Javan đó chứ, mà gặp những cái team khác này tụi nó bích Sejuani mọi người. Rồi, và giao tranh này khá là quan trọng nè. Giao tranh này của bên phía của Gam thì Kia đang có dịch chuyển farm nãy giờ về nhà vừa rồi của Kia thì có thanh kiếm dài à. Chắc là không đủ tam hợp kiếm ha. Tam hợp kiếm ở phút thứ 11 nó lại hơi quá cho Kia. Về nhà chỉ là cái rìu nhanh nhẹn thôi. Ây da, cái nhịp ăn sâu của nó nhanh quá vậy. BK thậm chí là muốn đánh ở cánh trên là Kia dịch chuyển rồi. Có tam hợp kiếm luôn, ngon. Nhảy vào bắt chuẩn tốt, gọi mẹ ra, ok nè. Hay, Kia có mạng hòa gục là ngon. Không sao, siêu bom này trúng 5 người, không sao, phế. Má Kia nhiều tiền dữ vậy. Ôi, cái pha về nhà trước đó của Kia là Linh thấy là hình như là lên thanh kiếm dài hay là không tăng đồ gì đó. Xong rồi về nhà lần này lên hẳn cái tam hợp luôn. Cháy thật sự. Levi cũng có đồ lớn. Này rất là tự tin giao tranh. Tuyệt mệnh à. Emo có eo. Ừ sao. Levi trên, Levi lên. Đi qua tầm nhìn rồi nhưng mà ok thôi về. Levi đứng ở trên tầm nhìn của bên phía Fnatic rồi, Humanoid dấn lên ngay lập tức. Levi xuất đầu lộ diện để Humanoid phải đi về. Emo có một nhịp biến về ở đây. Levi sử dụng sốc điện nên khả năng cấu rỉa sát thương là cực kỳ nhiều. Người nói người nói xuất hồn ngay một chung chói. Emo lên tam hợp hả? Không lên đồ giống kiểu cho Vi á. Sojin xong rồi thần kiếm. Sojin lấy cooldown farm cũng nhanh mềm. Ok, năng hai rồng. Mình thì đang có 4 sâu. Con rắc của mình ngon lắm anh em ơi. Cánh của mình bây giờ là bá đạo rồi. Yone Kia gõ hết. Ha, bây giờ Kia đang được dùng tài nguyên nhiều. Lấy được khiên trụ đường dưới không? Đúng rồi, Elio di chuyển xuống cắm mắt cho Kia áp lực. Đánh thêm chút xíu nữa còn mắt không? Hết mắt rồi, thôi về nhà sạc mắt đi em. Về liền đi em, tại pha này đâu có cạnh tranh đâu. Muốn đánh à?
kia được làm choáng và người cũng chói ngược trở lại. Có xúc điện và đây là tình huống hút lại đối phương đến từ Helio. Chiêu cuối của Levi ra nhưng không có nhiều cây lắm. Easy Love tốc biến gọi mẹ ra. Hay. Đó là điểm vào cục dành cho Imo. Helio sẽ lui về mà thôi. Gam Esports đang tấn công trên toàn bản đồ và họ thành công. Nhưng những gì mà Gam tung ra để lấy những cái điểm hạ gục đến từ Fnatic cũng là rất nhiều. Cho nên là ở trong những nhịp tiếp theo thì Fnatic luôn luôn có không sao, chưa có mục tiêu. Ok vẫn đây được. Có thể là một tình huống macro rất tốt khi mà hạ gục được Jun, không ai xuống đây hỗ trợ cho Skadin cả. Hay. Quá trời khiên trụ ra cho Kia luôn. Và sẽ có khi mà sát ván này sáng quá anh em ơi, trên 3.000 tiền nhưng mà cái thế trận ngon. Trên 3.000 tiền nhưng thế trận cực ngon cho GamSpot. Cái gì mà nhảy vô mà chạy. Razok đang ở đằng sau. Mày chạy. Doa dịch chuyển trận đầu. Kia đang ở lại. Kia đã bị shut down bởi Razok rồi. Levi cũng đã nằm ở đây, pha tấn công thành công của bên phía Fnatic. Nhưng Easy Love có thể chạy được. Má pha này đông người quá. Má vẫn là cái đặc sản của tụi châu Âu ha. Tụi nó di chuyển đội hình đó. Tương đối là nhanh. Và đó thì Kia cũng rướng lấy trụ hai đường dưới. Xong rồi thật ra cũng có ý định về, nhưng mà đội hình của nó là đội hình mà có nhiều dịch chuyển. Noa nó dịch chuyển ra phía sau cũng bất ngờ. À, mình thì lại đang hết spell rồi, trước đó bắt hỗ trợ của phía đối phương. Má cái chiêu cuối để đại địa dân khó chịu ơi. Easy Love không vào đam được, gần như là nó bao luôn cả cái đường bờ sông kìa. Chiêu cuối ra ban cây trận rất cân bằng. Gam tạm thời đang dẫn trước khoảng 1.200 tiền và với đội hình có Smolder thì đây là một cái mức dẫn là tương đối ổn. Nhưng mà họ cần phải lưu ý một điều, đấy là con Yone của Humanoid đem lại độ đột biến rất cao. Ồ, kia già phải lên cái giày thủy ngân à. Rồi thôi chắc lên một món kháng phép duy nhất để chịu CC của Leona với lại chịu ít sát thương của Zeke ha. Tại đâm chính của cánh đường đơn của phía Fnatic toàn là sát thương vật lý luôn. Thôi lên vậy cũng được, ok. Khiến cho Na không cần quá là nhiều món trang bị, nhưng như đã nói, hai món trang bị lớn đã là rất ổn để chỗ Skadin có thể. Rồi, Kia'Sa cấp độ 11. Emo nãy giờ farm được nhiêu cái nội tại rồi em? 15 phút rồi, 15 phút đẹp nhất là farm được 140 cái nội tại nha. Nãy giờ Emo farm cũng nhiều á. Levi chạy có hạt thông nổ, chạy đi Levi ơi, trời tố. Levi cố gắng tìm một vị trí một đội. Ok, chạy đi em. Đây là thời điểm mà Gam cần phải nhìn lên cánh trên, họ đang có một thế lính đường trên đẩy khá là đẹp, đường giữa thì ổn. Là lúc để cho chúng ta có Easy Love nâng cấp cơ 10 KTA rồi. Ổn áp. Cả năm chiêu cuối. Bên phía của đẩy đường với là giao điện cũng tốt. Và thái dương Asan của Jun cần tận dụng quãng thời gian này để có thể khai thác vào sứ giả với lợi thế vốn sâu, lấy đi được trụ một đường giữa của đối phương sẽ là một thành công rất. Rồi khúc này đánh sao đây? Kia'Sa có dịch chuyển xuống dưới nè. Kêu người ra đây rồi, Kim Imo sẽ đợi đón. Kia'Sa ăn chẳng một mình. Anh ta đẩy lính lên nhưng Humanoid sẽ biến về trước, mua thêm đồ, có thể sẽ là một cái búa gỗ để vừa tăng thêm cái khả năng gây sát thương, vừa tăng thêm cái sự cơ động và thêm một lượng máu nữa. Đây sẽ là một pha giao tranh tương cẩn thận nha, pha cẩn thận nha, má dịch chuyển bọc sau kìa anh em ơi. Thấy rồi. Levi chạy được không? Levi còn flash. Easy Love bắn đi em, má nó gồng người đẹp quá. Hey, Kia'Sa chuẩn bị tới rồi mọi người, chuẩn bị rồi. Không phản công. Hai người ở Gam đang bị tấn công. Tốc biến. Hay. Hay sao ạ? Double kill được Gam Esports. Và bây giờ thì Easy Love vẫn có điểm mà gục siêu bom gục. Hay em ơi. Gam chiến thắng khi mà họ lấy 2 đổi 3. Một tình huống mà Kia'Sa đã tỏa sáng xuất sắc với tình huống tốc biến làm cho hai người của mình. Và Easy Love vẫn có thể với lại một điểm mà gục với cái tia truy kích của mình. Levi vừa rồi cũng đã phải xài cái đồng hồ ha. Một pha giao tranh mà Fnatic chủ động hơn với một pha mở rất quyết đoán đến từ Jun vào vị trí của Levi. Nhưng rất may mắn là Gamesport vẫn có nhân tố biết tỏa sáng đúng lúc. Và đó là Kia'Sa trong tiếng này. Thực ra đây là một ván thi đấu mà cả Helio và Levi. Ủa, tụi nó vô cái pha này cũng ác đạn chứ. Để đợi cho Kia'Sa dịch chuyển xuống. Gọi mẹ của Imo cũng làm tốt. Và Easy Love câu được Humanoid. Lượng sát thương lớn nhất của Fnatic ở thời điểm okay, hiện tại. Ok. Rồi khúc này thì Kia'Sa đang có dịch chuyển nè. Cánh đường trên của mình mạnh lắm. Rồng thì đang được ăn đến từ bên phía của Gam. Khúc này đội hình của mình không ngại. Kia'Sa hai đồ lớn chưa em? Chưa hai đồ lớn nhưng mà không sao, đồ nhiều. BK được. Spell thì như nào đây? Kia'Sa đang không có spell. Easy Love chuẩn bị hồi lại tốc biến rồi, mất thế rồi. Má tưởng cẩu ác quá. Helio. Và nếu như bỏ Helio lên đam phải có được sức giả khiến ở cánh trên.
Gam đang kéo rất đông người lên và họ có đủ tốc độ để lên miếng di chuyển Aaron Sori bức cho team được không em? Hiện tại đang là chưa, khi mà Imo và Levi đang muốn dọn dẹp được lính trước. Đường giữa thì vừa rồi là cú bấm ba rồng nha, ba rồng cũng căng á, áp lực cạnh tranh đội con rồng 4 là cũng căng á. Cái pha vừa rồi mình không ra kịp hả? Pha vừa rồi mình setup như nào, tại vì coi lại replay không biết setup như nào để cho mình nó hợp lý nhất. Có được thêm những điểm long hồn và những món trang bị. Mọi người đang thấy là cái việc mà mình đang không kiểm soát rồng nó đang là một cái scape lớn đúng không? Rồng 4 căng, rồng 4 rồng đất nữa. Rồng đất cũng ngon cho phía của Fnatic. Fnatic bây giờ họ sẽ là đội khởi động sứ giả. Mình bị lép dữ ta, nãy giờ bị lép dữ ta. Hoặc là cánh trên của Gaming Sport. Và khi mà cánh của mình rõ ràng là đang mạnh hơn, Kia lại đang có dịch chuyển nhưng mà tự nhiên nãy giờ khúc này bị thua nó nhiều quá vậy. Mắt ở cánh dưới không kiểm soát được rồng, Levi chết rồi. Có cái đồng hồ nhỏ bây giờ mới được sử dụng. Hồi nãy Levi mới mua tốc biến chạy, mất hết spell, mất hết tài nguyên. Và này thì Levi lỗ. Tại bên phía của Fnatic chỉ lấy hai chiêu cuối thôi. Levi mất flash, mất cả cái giáp tay. Ý là cái tempo vừa rồi của bên phía của Gam là không ngon nha. Không kiểm soát được rồng, không có mắt ở cánh trên để ăn giả. Mắt thì đa phần là dùng để đép ở cánh dưới. Trong khi đó cánh của mình con rắc nó đang khỏe điên. Hello, để lại một vài con mắt cho Kia xong áp lực cánh được không? Nhưng cần phải có được khoảng trống để Kia đẩy lẻ thì lúc đó con rắc của anh ta mới thực sự áp lực. Chứ còn nếu như từ nãy tới giờ Gam liên tục bị Fnatic mở vào những cái tiểu giao tranh tổng thì không, bây giờ đồ của người noi nó cũng nhiều. Và này Linh cũng không chắc là rồi má người noi nó chơi luôn kìa. Cắt lên đồ của Razok nó hướng đến cái việc ghê à? Sốc vào người của Levi. Ra ban đang chạy xuống. Ta lên cho mình là Sojin chứ không phải là một món trang bị tăng cơ như là dù đen. Ok, ok, bây giờ phương án B. Phương án B là con rồng của Small của Emo là bao nhiêu stat rồi? 20 phút. Đẹp thì là 180 stat. Bản chất của chất tướng Yone, chất tướng rất là linh hoạt. Rồng, rồng ơi, Emo ơi, bao nhiêu stat rồi em? Nãy giờ farm cũng nhiều lắm rồi á. Chỉ số về cấp độ nhỉnh hơn so với Kia nữa, cho nên hiện tại được trên được Gamespot chưa thể nào đọ được 1-1 so với 180 không phải là đẹp mọi người, 180 là trung bình. Có những tình huống trao đổi dài hơi. Sứ giả đã thả ra không được giữa. Zik của Noah cũng đang tiến tới. Một cú húc đến từ sứ giả cộng thêm gói. Còn đẹp chẳng phải cỡ chừng 190, gần 200. 197 rồi, 197 rồi. Đẹp 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 đẹp. Đẹp đẹp mọi người ơi, 197. Đây đây có cái biểu tượng icon feel này Linh quên mất. Đây đây. 197 là đẹp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Nhường lính cho Emo fan được không? Quan trọng mình đang chuẩn bị ra rồng thôi. Ừ, người nói chạy, mày người nói mày chạy. Gõ, gõ. Hát đồng đội nó tới rồi. Kia gõ gờ ác. Gọi mẹ ra, nice Emo. Kia xong luôn. Ok, xong 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 xong. Hay. Hay. Và đó tiếp tục là sát ngon thương. Ngon ngon, pha này nó mất hết flash rồi mọi người. À, Kia chiến thần Kia. Kia da. Một pha tưởng chừng như là solo. Kia quá. Một mình cân 2 cân 3 trước khi mà đồng đội tới. Emo farm thêm đi em, đủ rồi đúng không? 209, 209 cái nội tại phút thứ 21. Ok nha. Là người nói láo nè, láo nè, láo nè, trúng cái end, trúng cái chữ cuối nè, né được cái đoạt mệnh nè, đuổi theo nè, gõ nè, gõ nè, gõ nè, né combo kỳ kích, gõ giáo thiên ly nè, gõ nè, lấy nội tại của chữ cuối nè, bắt choáng nè, ok chưa, gọi mẹ trúng ba thành viên nè, nice, cái giá đánh ghê quá. Dồn sát thương từ phía Fnatic vẫn thiếu một chút pha thi đấu vừa rồi. Đây là một pha xuống ngựa. Hay em ơi. Nhưng cú hút thì lại tuyệt vời. Nó mất 2 spell rồi, ngon lời. Cực kỳ quan trọng của Fnatic. Đây là giai đoạn mà Gam Esports vẫn còn rèn rèn nhót chưa? Nhót chưa cưng? Levi là chưa hồi mà thôi. Rồng quan trọng. 30 giây nữa, mắt mũi, mắt mũi, mắt mũi. Elio mắc rất nhiều. Ok, còn 3 con mắt ở trên người. Chuẩn bị set up, đánh ở phía bên trái hay đánh phía bên phải? Team mình mạnh, đánh ở phía bên trái cũng được. Nhưng mà Kia đang không có góc bọc áp lực ở phía sau nè. Phải có thời gian cho Kia.
nước mắt cũng đã hoàn thành. Không có góc. CC tốt. Ui. Làm choáng một người của Levi và Kiaya bị giết phải bỏ chạy mà thôi, một pha hút cả 5 người nhưng không có sát thương thêm nữa. Và đó bị CC môn né được. À, vừa rồi là cơ hội của Emo lên tiếng. Cái pha Gna đẩy của nó là hất tường, không bị làm choáng nhưng mà nó đẩy bốn về vẫn ok, vẫn gây đam. Và sau đó là khả năng tỏa sáng. Trời ơi. Má muốn coi lại quá. Để cho Humanoid vào Noah hứng. Thua quay à, nó không có spell. Nó không có spell, nó chiếm vào xong trước. Nó bắt tăng lý ra mình. Gần như là chết chay trong nhịp vừa rồi. Đây là một pha mà cái cú hất của Skyrenin không có tác dụng làm choáng nhưng mà quay đó thì Kia phải xuống dưới bot, đẩy bot để mà có áp lực tạt ra phía sau chứ ta. Sau Kia lại xuất hiện ở bãi chim. Đai máu thôi thì khả năng chống chịu là không đủ. Oh. Đây là cái điểm yếu chí mạng của Mon Jaira khi mà nó không thể chống lại những tình huống Onin như vậy. Và bây giờ chính thức là Fnatic vươn lên dẫn trước về tiền và về linh hồn rồng. Không có mắt cho Kia dịch chuyển ra sau để áp lực nữa mọi người. Setup pha đó của Infogam là không ok luôn. Linh hồn rồng đất. À, linh hồn rồng đất rồi. Với một đội hình có nhiều sát thương đến từ bên phía Fnatic, họ không có những chống chịu thuần thì một con rồng đất sẽ cung cấp được rất nhiều thứ. Emo cũng vừa chạm ngưỡng sức mạnh xong. Cũng như lượng giáp ảo trước khi mình để xem Game Sport sẽ tiến qua cái à không, hình như lúc đó chưa mọi người. Khúc này thì Emo mới farm được đủ 3 stat. 225. Khúc đó chỉ mua đồ thôi, xài tiền thôi. Anh ta vẫn sẽ còn túc biến để chờ đợi thiếu giao tranh tiếp theo. Tôi vẫn đang cần một cái đại bác đến Emo để có thể tăng cái. Quan trọng là Kia sau lúc đó không chạy xuống dưới bot ta. Tự nhiên Kia đi cái đường bên đây. Đi đường bên đây ra đây đâu có áp lực nữa. Chạy thẳng quá, không áp lực tạt ra phía sau. Ở những giai đoạn này của ván đấu. Và hơi ích kỷ một tí là tôi hy vọng rằng họ cũng làm không tốt ở giai đoạn sau luôn. Thực ra pha vừa rồi họ làm tốt rồi. Họ làm tốt trong việc là giao tranh quá đẹp mắt. Và chỉ mất hình như là một mình Jun thôi. Và lấy lại được rất nhiều thứ đến từ Game Sport. Và vươn lên dẫn trước về tiền. Còn với Game Sport, họ cần phải siết chặt tay. Và bình tĩnh xử lý tình huống với những pha tranh tiếp theo. Levi cẩn thận nha. Levi có flash. Còn Jun gặp nhau với Elio, tạm thời chưa có gì xảy ra cả. Lượng sát thương của Noah bây giờ là rất đáng kể nha. Anh ta đang cầm linh hồn động bất khó. Thực ra là kiểu như là hai nửa. Anh ta có một Levi cũng không bốc được, Emo thì cũng không có bốc được á. Xong rồi Easy Love cũng vậy nữa. Bốc nó không thấm mà mọi người. Rồi, Levi có đồng hồ. Và chúng ta vẫn chưa tìm được cách bắt vào cái nhân tố quan trọng này của Fnatic. Rất khó khi mà Noah ngày hôm nay anh ta vẫn đang có một màn trình diễn rất ổn định. Và chưa có một tình huống mốc cỏ nào đến từ xạ thủ của Fnatic cả. KDA đang là 106, chưa nằm xuống bất cứ một lần nào. Đóng góp rất nhiều sát thương vào trong lối chơi chung của Fnatic. Với những tình huống combo kẹp chung với Razok và Humanoid. Thì đó vẫn là một nhân tố mà chúng ta cần phải để ý tới ở trong tình huống này. Chắc là sẽ phải cần tới sự xuất sắc của Elio mà thôi. Những tình huống mà anh ta sử dụng tốc biến hắc kim thuật và gom được nhiều thành viên. Để sau đó thì Levi và Kia có thể lao vào với. Được không đây, được không đây. À còn chích nó hay gầy quá khổ kìa. Có đồ cát trên người. Thì để xem là cái kế hoạch triển khai giao tranh đến từ mà tiếng của lớn lớn mấy cái hút này căng quá cũng phân tích gì. Ok, đầu trận tới giờ thì Kia không đẩy được cánh nhiều. Đối phương cũng áp lực lớn. Thì Noah quăng một chiêu cuối thôi thì bên phía Gam Kia thì tỏa sáng ở trong những cái tình huống mà BK quan trọng để mang lại những cái lợi thế và hy vọng là chút nữa em nói thì cũng sẽ có những tình huống tương tự là như vậy. Emo nữa, cố gắng lên em. Đạt mình trúng Emo, gọi mẹ trả ngược trở lại, đẩy xong cái được lính mất tốc biến rồi nha. Và Emo đã mất 2/3 cây máu và chỉ cấu đi một chút của Humanoid mà thôi. Còn Dode vẫn đang rất khó chịu ở bên cánh, thậm chí là Humanoid lên huyết kiếm luôn. Nếu có thể đảm bảo là không bị cấu rỉa bởi một con Smolder. Khả năng phòng ngự ở khu đường giữa đến từ bình tĩnh, bình tĩnh, khúc này không cần phải vội, từ mở hút được hai người đến Elio nhưng bay vào phía sau đây chưa tìm thấy Noah bởi vì Jun đã quay trở lại rồi. Rồi một đối một đây, một đối một kìa bông, một đối một nó đẩy làm choáng luôn rồi. Humanoid đã đến, Humanoid đã đến là chấm dứt rồi. Kia đang cố gắng quẩy nhưng ta chỉ quẩy được vào người của Jun thôi. Noah vẫn đứng kia quăng bom và tất cả bom đều trúng thiên đình kiếm và đó là Razok chấm dứt Kia. Và đấy sẽ là Baron đến bên phía của Fnatic. Họ giao tranh mà họ mất một mình Oscaridin mà thôi. Đó là một tình huống mà bên phía Game Sport giao tranh không thực sự đẹp. Khi cái góc đứng
của Kia Gia. Con Na nó có giáp tay sticker tạo giáp mọi người. Nổ của nó cũng ok nữa. Và đó đẹp nhất là 1 đối 1 là Easy Love Lavo, là Easy Love hút được Savan với lại Leona, là Easy Love chết ở phía bên trong rồi đó. Xong rồi mình lụm được con Na, xong rồi chạy về. Mình hết hết chiêu chạy về. Chạy trước khi mà vô né tiếp cận á. À nhưng mà con Na nó câu được. Chúng ta vẫn có Smolder, vẫn có hy vọng. Smolder 3 món và Easy Love sắp có được Nana cho rồi. Những cái hy vọng này sẽ đến mức độ như thế nào đây? Kia Gia cũng đã có 3 món. À, linh hồn đồng đất rồi, xong rồi cả muốn Sterak nữa. Nè, với những người đồng đội của mình, anh ta hướng đến việc này. Rồi, chủ động là Gam, chủ động vội là đánh rồi. Đây là một pha mà Izerb vào nhưng Jun quay lại được. Rất đáng tiếc khoảng cách xa quá. Dồn Nam không chết nổi. Hỗ trợ cho Izerb. Nó khổng lồ. Nằm xuống sức sát thương Imo khi mà Humanoid đến. Các bạn có thể nhìn thấy cái hiệu ứng khống chế ở Gam đã không còn, nên Humanoid rất thoải mái băng vào băng ra gây sát thương. Và Noa đứng từ xa chọi bom. Iaia không làm gì được cả. Rất đáng tiếc. Sự khó chịu đến từ bài Yone trong tay của Humanoid. Anh ta đã bây giờ là cấp độ 17 rồi. Khó mọi người, khó. Cộng thêm linh hồn dòng đất. Mình không có xài được cái lợi thế của kia cha. Đang lạc lõng ở khu vực đường giữa này, trong khi đó Fnatic đang tập trung 4 người ở khu vực đường dưới. Rồi, ván này thì Linh vừa coi vừa phân tích rồi mọi người. À, những cái nhịp rồng lúc đầu của Levi nữa. Mấy cái nhịp mà swap lại lúc đầu á, Linh nghĩ lên bên phía của Gam nên swap. Được không? Levi có thể chói được ai không? Levi tốc biến đi. Bên này đang có một người bị giữ. Easy Love. Hai xạ thủ bắn đi. Bắn đi em. Đại sư. Ok, từ từ chiêu. Nhã nhấp. Làm sao bây giờ thì Helio bây giờ một mình ở đây rồi. Làm sao đẹp tiếp. Và đó là một pha giao tranh mà hai rồng ngàn tuổi. Rồng ngàn tuổi thì sao? Thứ mà bên phía Fnatic có đó là một tổng lĩnh siêu cấp của Game Sport. Rồng ngàn tuổi thì sao? Và rất có thể Evo không có dịch chuyển. Sẽ là cả rồng ngàn tuổi khi mà Oskaini, Noa và Jun. Easy Love ơi. Có mắt cho Easy Love. Easy Love là Kai'Sa đang lựa góc canh tia truy kích. Có mắt mà, không cần phải bắn thú kính đâu em ơi. Đừng lựa chọn vị trí biến. Nó vô luôn, vô luôn. Má nó dòng. Không, Easy Love kiểu dạng BK mọi người. Và thấy Ebo chạy tới Easy Love đứng góc đó kiểu dạng đứng gần hai xạ thủ BK. Không còn gì có thể lấy được cả đến từ Gam. Rất may là ở thời hiện tại, khi mà hết dòng ngàn tuổi thì Baron mới xuất hiện. Cho nên là Fnatic không thể vin vào cái cớ là họ có dòng ngàn tuổi. Ném cái siêu bom vô đầu của Levi. Họ sẽ phải tìm những góc để giao tranh đẹp như là tình huống này. Dù cho thấy cái độ quái của anh ta, khi là người không đứng theo đồng đội mà đứng rình ở một góc bọc rộng. Cái tình huống đứng đi vòng của Game Sport đã đi qua rất nhiều tầm nhìn của Fnatic rồi. Và cái tình huống đáp trả đến từ Fnatic cũng là rất rõ ràng. Họ quay ngược trở lại tất cả sát thương. Hơi xui ha. Levi lúc đó anh ta không có gì cả. Và siêu bom để được tất cả mọi thứ dồn vào rồi sát thương của Humanoid nữa. Levi nằm xuống. Nhưng ít nhất là Izzy và Imo vẫn có góc để xả sát thương. Cho nên đó chưa phải là pha quét sạch dành cho Fnatic. À, rồng ngàn tuổi. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu nhiều phút. Xem một đợt 7 có bùa lợi rồng ngàn tuổi. Còn lâu nhưng mà rồng ngàn tuổi nó mạnh quá mọi người. Linh hồn đồng đất nữa. À, tim mình bóc không nổi luôn. Emo bóc không nổi luôn mà. Này 1 phút 30 giây nữa. Cái hồn đồng đất mọi người. Và 1 phút nó đang xuống khá là nhiều. Đó là một pha ăn rồng mà họ cũng phải có một nhịp back về bây giờ mới đẩy lên. Không có quá nhiều. Lính Mega được dưới IDF đây. Bên phía Fnatic nhưng mà đây là thế mà Levi đang phải trải những cái cây của mình ra để kiểm soát tầm nhìn cũng như là cấu đi đợt lính của đối phương. Để lính vào thì bên phía Gam rất khó để phòng thủ. Kia'Sa đang phải đép lính siêu cấp. Imo vừa dính một cái bom thôi, mất 1/4 cây và bây giờ rồng ngàn tuổi nó đang đốt. Elio cũng là như vậy. Levi né được cái mình chiêu cuối của Leona, Jun bay ra hơi sâu. Nhưng Elio không còn máu nữa và đó là rồng ngàn tuổi kích hoạt. Đó là dịch chuyển với Kia'Sa nhảy. Ừ, hay bắt chắn tốt. Không bị đẩy về. Đứng trong nhà của Gamisport. Hay gõ nó, gõ nó. Sao? Bây giờ nó nhảy vô luôn gặp má nó căng nữa. Và bây giờ thì Levi đang. Đó là điểm hạ gục tiếp theo. Không nghe đổi thôi. Fnatic đang muốn vin vào đợt lính siêu cấp ở đây. Easy Love. Trời ơi, tóc viễn luôn căng vậy. Noa, Kia'Sa. Làm choáng chỉ dùng một nghìn qua sóc mà thôi. Ôi, nó CC nhiều quá. Easy Love bắn. Easy Love ơi, hai em. Ôi, nhưng mà người noi nó chém rồi, người noi nó chém rồi. Bấm đồng hồ. Noa nằm thì có Humanoid, có Ra Sóc và có cả Jun.
Tôi nghĩ là hết rồi. Bây giờ thì còn 7 giây dòng ngắn tuổi hút. Phá lấn. Cố gắng đép đến từ Enio đang làm là rất tốt rồi. Easy Love không về được và đó là hết. À, vẫn còn lính kìa, vẫn còn con Thiên Vương Trì. Đã mất đi trụ bảo vệ nhà sinh lương niên, còn một con lính không xóa được. Easy Love. Đánh như vậy là tốt, đánh như vậy là 8 điểm nhưng mà không thắng nổi mọi người ơi. Gam đánh 8 điểm nhưng mà không thắng nổi tại vì vẫn có sai lầm. Lợi thế ở trong giai đoạn đầu trận của ván đấu. Nhưng khi mà chúng ta không triển khai được ở trong Linh rất là tiếc là con rồng thứ 3 như là con sư giả khe đứt. Thì bên phía Fnatic chứng phạt sai lầm bằng những tiếng giao tranh đẹp mắt của họ. Và combo combo đến từ Fnatic sát thương. Trời ơi, Linh rất là tiếc cái pha này. Mấy cái pha setup giao tranh của bên phía của Gam nó không ok. Và rất là tiếc ở cái pha rồng này nè. Pha đó trước đó là Kia'Sa có được nhiều điểm hạ gục rồi đúng không? Mình bỏ qua những tình huống nào Kia'Sa chạy lên cánh trên rồi. Im cắm mắt ở cánh dưới mà Kia'Sa sao có mặt ở đây. Sao đánh xong combat xong Kia'Sa có mặt ở đây. Nếu mà có mặt ở đây phải dịch chuyển luôn. Dịch chuyển để áp lực cánh phía bên đây luôn. Kiểm soát con rồng để đi bộ ra không có áp lực ở phía sau và quan trọng nữa là Imo mà cũng không biết nữa, Linh cũng không chắc nữa mọi người, kiểu cái lối chơi con rắc á thì nó phải me me ở phía sau, nó me me, nói chung là phải me me. 22 và anh ta đang có được 213. Nhưng mà pha này thì Emo bị mở, để coi Emo bị mở như mình CC nó trước thì trúng như cái combo kỳ kích xong rồi bị chồng sát thương nè. Trời ơi, chúng ăn quá trời sát thương luôn. Còn tốt biến em ơi, còn tốt biến. Có mắt tím. Thương lắm ở bên này thì đã là một người 215 cái đội tài. Giảm được 2 người, Razor hất được 4 người, làm choáng một người của Levi và Kia'Sa và Izzy Up phải bỏ chạy. Kia'Sa không có áp lực để mà không áp lực được hàng tuyến sau. Và đó là linh hồn rồng đất dành ở bên phía của Fnatic. Một thoáng mất tập trung đến rồng đất nữa, lợi hại quá. Xuống ha. Ngoài ra thì những cái tình huống mà cái nhịp tempo lúc đầu nữa Linh có phân tích khi mà đang coi á. Thì ok, theo như xui, mà không phải xui nữa mà chưa đủ mạnh, mình chưa đủ mạnh để mà đánh bại được Fnatic. Hơi tiếc về câu chuyện đó. Rồi ok, như vậy là Gam xuống nhóm 0-2 rồi mọi người. 0-2 thì không có đụng T1. Gam còn một cặp trận BO3 nữa. Đánh ở trận cuối cùng, trận quyết định, những cái trận quyết định nữa thì sẽ đánh BO3 hết nha. Thì còn cặp trận BO3 nữa. Nếu thắng thì sẽ đánh ở trong cái cặp 2-1. 1-2 chứ, 1-2. Rồi, hy vọng là Gam sẽ làm tốt ở trong cặp trận đó. Rồi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung của video lần này. Hẹn gặp lại mọi người ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.